Cuộc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lóng mà nghe. Lam kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu, vợ xa chồng bận biểu thê lương. Phong trần dài gió dạng sương, chư bang ham báo hùng cường đua tranh. Còn một cuộc chiếu manh giành xé, khắp hoàng cầu ó ré một nơi. Dòm xem châu ngọc chiều mới, sao đời không sớm tách rời khỏi mê. Để đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai. Cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta gắng sức miệt mài giải khuyên. Thơ với phú thần tiên gián bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng. Không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng đổi thay. Thưa bà con cô bác, hiện nay bây giờ là nói chung là cảnh thế tạo càng ngày thỏn mỏn rồi quý vị à. Giống vi trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà tái thế. Thì bây giờ quý vị thấy đó, bây giờ bệnh là bệnh ít, bây giờ nó biến thể dữ dằn quý vị. Thì Đức Thầy nói là ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Bởi vì khi chúng ta niệm Phật thì những cơn bệnh hoạn và những cái tai nạn nó sẽ là dời đi quý vị. Đức Thầy thường khuyên nhắc mình niệm Phật để cho lánh nạn kỳ sau này. Bởi vì là một câu lục tự nhà nhà bình an, Ngài đã nhắc như vậy quý vị. Thì quý vị đã thấy máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung. Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng. Nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chuẩn mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhập cầu. Thưa quý vị, ở bên Trung Đông cũng như là Nga, Ukraine đánh hiện giờ là càng ngày càng lớn, nhưng mà máu đào thì ở ngoài kia là nó khổ vô cùng quý vị. Mà Nam Việt dân tình mình không chịu tu, mãi thung dung. Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng. Thì có một đồng đạo hỏi tôi như thế này, là năm rồng này nghe nói nó dữ lắm phải không đệ? Nghe nói là nó khổ dữ lắm phải không? Thì tôi mới trả lời như thế này, là huynh đệ có tu chưa, huynh đệ có giữ giới, có niệm Phật, có giữ vẹn tứ ăn chưa, như Đức Thầy đã dạy, là bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hãy tì tài tì sức hy sinh cho xứ sở quê hương. Thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, ta phải ráng tránh đừng làm điều gì sơ sức đến đổi làm cho nước nhà đau khổ. Đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây tổn hại đến đất nước, ấy là ta đã đền ơn cho đất nước vậy. Thì trong tứ ăn thì có ăn đất nước, ăn tổ tiên cha mẹ, ăn tam bảo, ăn đồng bào và nhân loại. Thưa quý vị, mà Đức Thầy đã nói là tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn. Còn ông mấy ông lợi bàn này kia đồ, tới không tới gì kể nó đi. Ông ba ông nói câu như thế này: không có một việc làm lành, mong cho đời tới đừng tan tành cái thay hay gì. Bởi vậy là quan trọng nhất là chúng ta phải lo niệm Phật, lo trưởng phước cho cao, để mà khi có chuyện gì không biết, nhưng mà chúng ta cũng có tạo được cái phước cái đức, nhất là phải giữ vẹn tứ ăn làm cho xong. Thì chúng ta nhắm mắt lại thấy cõi lòng cũng vui, vì ta đã trả ơn cho những tấc đất, những ngọn rau. Thì Đức Thầy đã dạy đó, muốn cho cuộc sống được sống còn dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta phải là nhớ ơn đến đất nước. Thì quý vị thấy đó, Đức Thầy đã dạy như vậy, mình là không xong, mong cho đời tới nó làm cái gì. Như ông bà đã nói đó,
không có một việc làm lành mong cho đời tới tan tành cái thay hả chứ quý vị. Nhưng mà quý vị đã thấy rồi, lương tâm mình làm ngay thẳng, làm đường ngay thẳng có thần độ cho, thì dù có mình là ở chốn nào, ở đâu, mình làm ngay thẳng cái lương tâm của mình, ăn thật, nói thật, không xảo trá, như vậy thì dù cho ở đâu vậy ta cũng không sợ cho quý vị. Thì quý vị đã nhìn nhận là Đức Thầy đã nói là ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Thì ách trời nạn nước hiện giờ nó đang xảy ra, nhưng mà người hung không chịu quay đầu, không chịu tu hành, mà cứ mãi chống kình với Đức Thầy. Thì quý vị đã nhìn nhận là cái thế giới này nó biến chuyển dữ lắm, cuộc thế giới chuyển lai như chóng. Quý vị khuyên dân tình hãy lắng mà nghe, hay là cảnh thế tạo càng ngày thoảng mỏn, giống như trùng thường đục khỏi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà tái thế. Thì mình là bây giờ trong mỗi người chúng ta ai cũng có là bệnh hết trơn, nếu mà khám ra thì ai cũng có bệnh. Bởi vì là mình sống chỉ có tạm một thời gian ở đây cũng như vài chục năm vậy thôi, rồi chúng ta cũng phải đi vào chỗ nào đó. Trần thế là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở gian đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi cũng trở về chốn diễn phương. Thì ta làm lương tâm của chúng ta làm mà ngay thẳng, là khi chúng ta nhắm mắt thì thấy cũng có gì đâu mà phải hối tiếc quý vị. Thì quý vị đã thấy như là Đức Thầy đã tiên tri như vậy, như ông Thanh Sĩ cũng nói luôn là có nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải khoanh tay ngồi nhìn. Thì bệnh dữ lắm quý vị, bệnh Covid và những cái bệnh này bệnh kia là cũng nhiều lắm, không phải là riêng Covid không. Nhưng mà những người tu hành, những người trưởng phước cho cao đó là chư thần ta bảo hộ, bệnh hoạn cũng không có thể mà hại ta được quý vị. Bằng chứng là có quen một vị đồng đạo đó cũng mới tu, nhưng mà chị kể một cái là nghe mà hãi hùng quý vị. Là đợt Covid-19 đó, thì cô bán miếng đất của cô là mấy tỷ để mà cô mua lương thực, những cái nhu yếu phẩm với thuốc men để cho bà con, những người bị cách ly quý vị. Nhưng mà cô nói là trong nhà của cô có 6-7 anh em chị em đó, nhưng mà cô là người yếu ớt nhất, dễ bệnh nhất, là trong nhà thường hay bệnh. Nhưng mà cô đã làm như vậy, phát tâm là bố thí như vậy, thì chỗ nào đó là cô mướn xe tải là trở lại cô xông pha vào những cái chỗ mà nó gọi là bị phong tỏa đó quý vị, chỗ đó có bệnh đó. Nhưng mà cô xông pha như vậy nhưng mà mãn cái mùa dịch luôn, mà cô không bệnh luôn, không một chút gì là bệnh người Covid gì, test biết bao nhiêu lần mà không bị. Mà khi cô phát tâm làm như vậy đó, cô đã giái ơn trên trời Phật là cô làm hết mình như vậy. Thì có chư thần hộ, thì quý vị thấy đó, là có đứa em ở trong nhà của cô là nó mạnh, nó có 30 mấy tuổi, cổ kể lại nói là nó là mạnh nhất trong nhà, nhưng mà nó bệnh là thập tử nhất sanh đó quý vị, là nó lên thở máy không. Thì cô mới nguyện đó là sau này xin trời Phật gia hộ cho nó qua để mà sau này nó tu. Thì là phép màu đã xảy ra là thở hôi hớp vậy, nhưng mà nó qua được quý vị, bây giờ y phát tâm y tu luôn. Thì Phật pháp luôn luôn nhiễm màu đối với những người mà thành lòng tu niệm, nhất định sẽ có các vị thần linh, những vị đấng thiêng liêng gia trì gia hộ. Nói là người làm phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc ấm thân, sách có câu minh đức tăng dân,
được thủ trụ quyền khai nhất hiếu. Đức thầy nói thêm là ta còn thương thương trò liệu điệu, chớ cũng mừng được dịp phổ thông. Đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thở trước. Các bậc thánh châu lưu nhiều nước, nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm. Tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý, ngồi ôm bả lợi. Quý vị, tuy cơ hàng bố thí cho người khác là mình nghèo đó, mà được danh thơm hơn phú quý, ngồi ôm bả lợi, quá sung sướng rồi quên đạo ngởi. Đức thầy nên cái đoạn này là đức thầy trách mình. Nếu mình giàu có ăn có để rồi mà quá sung sướng rồi không biết đạo lý gì chứ. Quá sung sướng rồi quên đạo ngởi, nào khác chi loài thú rừng săn. Giặc hổ lang đâu biết đạo hằng, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ à. Giặc hổ lang ở trên rừng đâu biết đạo hằng là gì quý vị. Chỉ có biết ngủ ăn ngủ thôi, không biết gì khác nữa. Khi đói mồi là mặt mày sù sụ nè, chạy quơ quào giặt nhỏ đặng ăn, ăn để nó đỡ lòng nó đỡ đói. Đến chết thay đầy lũ ruồi lằn, bu nút thịt của loài bạo ác. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rứt bụi trần mặn lạc thay ai. Chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quý. Thì thưa quý vị, cũng như là cô cái chị sư tỷ mà mới nói vừa rồi, thật lòng làm, dù có xông pha vào trận địa, dù có xông pha vào núi lửa chảo dầu, cũng không có thể hại được những người chân chánh ấy. Là ông sư giải nói là niệm Phật có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình một khang, hay là câu vừa đọc rồi, người làm phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc ấm thân. Bởi vì là mình có phước có đức rồi, dù cho tai nạn cỡ nào cũng thể là trải qua được, chứ không gì mà lo sợ quý vị. Bởi vì là ông ba ông nói câu là rất là hay, không có một việc làm lành mong cho đời tới tan tành cái thay hả chị. Đức thầy còn nói thêm nữa là mùa hạ năm dê chưa nữa nữa, từng quờn mái tạo cũng lằn xây. Như vậy thì tùy theo nghiệp lực của mọi người, đức thầy nói rõ ràng là nếu mà mọi người đều tu nhiều thì nó sẽ nới ra, còn nếu mà ít người tu làm ác nhiều thì nó mau nó thúc lại. Cái đó tùy theo cái nhân duyên nghiệp quả của chúng sanh đã tạo ra vậy. Chứ đừng nói đời này bữa nay mai tới mốt tới hay là năm nay tới gì, không có nói gì. Tu là sửa chọn an tịnh, phải sửa chọn con người của mình lại cho tốt, chứ không có gì khác. Bộ thí dụ đời không tới thì quý vị không tu sao? Phải tu chứ. Bởi vì Đức Thầy nói là con người phải biết làm gì trong kiếp sống, phải biết tìm cái chân tánh của mình. Đức Thầy đã nói như vậy. Thì mình nghĩ coi, tối ngày lên nói thiên cơ bữa nay tới mai mốt tới hoài, mà thưa quý vị là không biết tu, không biết chưởng phước mà nói hoài thì nó không giúp ích cho mình được. Biết thiên cơ mà không hối quá cũng như là cá mắc câu quý vị. Nếu mà biết được thiên cơ, học thiên cơ mà không hối quá, không tu hành thì cũng tiêu à. Nó ăn mà không ăn làm sao no được. Bởi vì là mình phải lo xử mình trước, coi rồi phải thân mình tự trị. Chẳng độ xong Phật khó dắt dìu, thả thiền từ bến giác năng niu. Kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống, việc trải qua như mây gió cuốn. Nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. Mới thì quý vị đã thấy rồi, mới vừa đọc qua đó, mới có năm rồi đó. Lây quay thì bắt đầu qua năm mới nữa rồi. 12 tháng mà còn mau tới quý vị, thì tuần đời cũng chống đổi thay, chống có nghĩa là nhanh. Chữ phù dân phú quý nay mai, luôn di chuyển dời qua đổi lại. Người Đức Thầy trách cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành, đời hạ quân hay chết tuổi xanh. Thì quý vị đã thấy bây giờ không bắt luận trẻ già cũng chết được.
đời Hạ Quân hay chết tuổi sanh như thời trước Nhan Hồi còn trẻ. Thì Đức Thầy nhắc qua Nhan Hồi hồi xưa đó quý vị. Nhan Hồi là ông lo tu hành, miễn cho được ngày hai cơm tẻ là ông ăn no bụng là được, dường như ông bố thí giúp đời. Nhưng mà miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bằng hàng. Bằng hàng là có nghĩa là nghèo khổ, đặng có tu thân. Thà nghèo hèn đạo đức dình kham, hơn phú quý lỗi đàm đạo nghĩa. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bằng hàng, đặng có tu thân nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Thì quý vị thấy đó là ông Nhân Hồi là được trời Phật chọn ông là một, sau này là một vị là coi như là tương đối là chân chánh là tốt, cho nên là trời Phật với là gia hộ cho ông là xem phong chung cuộc phong thần hồi xưa thở xưa đó quý vị. Thì bà con với quý vị đã thấy mới bảo lục chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Cái này là tôi chỉ đọc trên giảng thôi quý vị. Những vị mà như Đức Thầy, như cậu Hai Thanh Sĩ đã viết ra thì tôi đọc lại thôi, chứ tôi không dám luận. Bởi vì khả năng của tôi là đâu có tới mà bằng các vị thánh đó mà luận ra quý vị. Tôi rồi phải thân mình tự trị thôi, chẳng độ xong Phật khó dắt dìu. Thì thả thiền từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống đó quý vị. Thì tôi đọc qua là mới bảo lục chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Thì hiện giờ đã có chưa quý vị? Mới bảo chỗ này chưa dứt, cái động đất nữa. Đói đau chết chóc chia lìa, nhân sinh trong lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây reo rắc, nạn trời đã khắp đông tây reo rắc rồi mà thêm nạn người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh, kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Bên là Ukraine chưa dứt là bên Trung Đông nó quấn tiếp tục, quấn càng ngày càng lớn không. Bởi vì là đời không, Đức Thầy trách mình đó, không biết đời khổ là lo mừng lo vui, không biết đời nó khổ mà lo mừng lo vui hoài. Bởi vì là ai giàu có thung dung thanh nhã, chớ phần ta cứ khổ lo hoài. Đức Thầy trách mình có ăn có mặc sao không chịu ráng tu đi. Cái phước của mình lúc trước có cho nên bây giờ mới giàu, thì phải cố gắng lo bồi phước thêm để sau này mình hưởng. Cũng giống như lúa giống mà mình xạ xuống thì nó đâu có ăn liền quý vị, 3 tháng sau nó mới thu hoạch được. Những người mà có lúa trong nhà mà ăn phây phả, lo ăn xài trà rượu xình xàng, chừng khổ não cái phàn nàn căn số. Khi phước mình xài hết rồi nó nghèo lại, không có biết tu thêm bồi thêm thì nó phải hết. Những người nghèo khổ bây giờ làm phước vẫn nghèo, tu hành mà vẫn nghèo. Bởi vì lý do là quý vị là xả lúa xuống rồi, phải 3 tháng sau mới có thu hoạch, mới có gặt được. Nhưng mà quý vị phải nhìn nhận, phải thấy một hộp lúa mà khi một hạt giống gieo á, thu gặt nghìn thóc mễ đó quý vị. Thế gian tạo giữ lành quả báo y như thế, là một hộp giống mình gieo xuống đó, nó lên là nó trẻ ra tới 4-5 cây, 5-7 cây luôn cây lúa. Là nó một bông như đó, là đâu phải là một hộp quý vị, cả 100 hộp cũng không chừng, 50-70 hộp. Thì sau này quý vị làm một, sau này hưởng nhiều quý vị, hưởng có thể cả 100.000 lần luôn chứ không phải. Thì nhân quả lúc lúc là lúc nào cũng luôn công bằng quý vị. Đức Thầy nói là tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Tuy là trời đất này rộng thinh như vậy, nhưng mà quý vị làm thiện làm ác một mãi lông không lọt nữa, chứ đừng nói mà. Đức Thầy nói là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Bởi vì Đức Thầy đã nói nhiều đoạn nghe mà nó không biết như thế nào đây, nhưng mà nghe cũng ớn ốc quý vị. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại.
Cấp Lê Thứ biến di Thương Hải, dùng phép màu lập lại Thượng Quân. Là Đức Thầy nói diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Là Đức Thầy đã tỏ cho mình biết để mà mình biết để mình tu á. Nhưng mình tránh, chứ không phải là biết để mà lo nói hoài mà không chịu tu cái gì. Như Đức Thầy xuống đây là ông nói là một câu như thế này, là nện gian một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Cho người trong mộng là mình mê danh, mê lợi, mê tình đây nè, tham sân si nhân ngã đây, là trong mộng đó quý vị, chứ không phải là ngủ là mộng đó quý vị. Để biện minh lẽ nào thì Đức Thầy đã viết một câu đầu tiên của bộ quyển nhất năm 39. Là Đức Thầy nói là Hạ Quân này đã hết đời. Vô bút đầu tiên là ông nói là một câu đó. Hạ Quân này đã hết đời. Phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Nhưng mà Đức Thầy trách mình nhiều đoạn. Tại sao mình không chịu tu cái gì? Tu có nghĩa là sửa thôi chứ không có gì khác. Tu là sửa. Khi mình thở xương, mình ăn nhậu hay là tứ đổ tường, là mình bây giờ mình tu rồi là mình sửa lại. Không có ăn nhậu tứ đổ tường hồi xưa, bây giờ bắt hiếu cha mẹ, bây giờ mình sửa lại là mình có hiếu. Đó là gọi là tu chứ không có gì khác. Không có đợi vô chùa cạo đầu mặc y mới gọi là tu cái gì. Nó đơn giản như thế. Tu là sửa con người mình ngay thẳng lại là sửa đó. Bởi vì là Đức Thầy nói là sát trần tục như cây cạnh khến vậy. Làm hiền hoài ác phải tiêu mòn, đẻo dưới bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào dắt rất tốt quý vị. Thì bà con quý vị đã thấy rồi. Vậy mà ở đây là chỉ có một số người biết tu hành niệm Phật thôi, rất là ít. Đức Thầy trách cái đoạn này là nghe là nó hơi dữ dằn lắm quý vị. Hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau rơi máu khắp tràn mới tu. Đó, thì rõ ràng quý vị thấy đó, chừng nào mà dữ dằn lắm mới chịu tu thì thôi. Bởi vì là mình phải lo làm trước quý vị. Phải lo tu niệm trước. Biết đâu ngày mai này ta còn không? Vì cái đời này nó luôn vô thường mà. Đức Thầy nói là đố ai biết đặng ngày mai. Ngày nay yên tịnh thì ngày mai thảm sầu. Nhưng mà ông nói luôn là từ rài gặp cảnh bù rầu. Để sắp tới là dường như là cái cảnh là vui sướng nó không còn nhiều cái gì. Từ nay gặp cảnh buồn rầu không? Thì quý vị thấy đó là bây giờ là sống nhiều cái là nghe thấy nó cũng đoạn trường quý vị. Là tôi là có bà mẹ với cha tôi hồi lần, mấy đứa em thì đi Bình Dương nó làm. Mà nói mỗi cái Tết nó về, sớm lại về nó vui. Cha mẹ cũng rất là vui quý vị. Thấy nó nguyên vẹn hay là nó không có tai nạn gì hết. Là nó mạnh khỏe nó về. Mà có tiền là cha mẹ mừng. Nhưng mà qua Tết rồi nó cũng đi nữa, chia tay nữa quý vị. Thánh nói, là Hạ Quân mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Mà cái đời này nó khổ vậy đó mà không chịu tu. Mà nói thiệt với bà con nghe ha, sau này mà lập hội Long Hoa rồi là không còn chia ly như cái đoạn mà tôi vừa nói nữa. Là cha mẹ tôi, cái lúc mà nó qua Tết rồi nó đi màn Bình Dương, ý cha mẹ tôi không muốn cho nó đi, cứ như thấy nó chia cách á. Như là cha mẹ thương lo cho con mà không nỡ. Mà quý vị thấy đó, nếu mà quý vị mà không tu đợt này lên cái cõi Thượng Quân Thánh Đức, cái đời sau này quý vị là muôn thần cộng lạc, Chúa hiền tôi chung. Thì muôn năm cộng lạc, Chúa hiền tôi chung. Muôn năm là có nghĩa là cả muôn sống muôn tuổi. Là không có chia ly như bây giờ là mình đi Bình Dương mình mặn này kia quý vị. Sau này là không có đi mặn chia cách nữa.
là sống an nhàn vui sướng, là mình sống cho tới mà muôn năm như vậy đó. Ăn cũng có, là lúa lăn tới nhà, cây thì mọc ra áo quần cho mình mặc. Là tới cái đời đó sau này quý vị nếu mà thấy được cái cảnh đó rồi thì quý vị bỏ lầu đài ở đây cũng bỏ luôn, không có chút nào gọi là lo sợ, kẻ ác gian cũng không còn quý vị. Mẹ đấy con lòng gian khi ướp, tự trong thân lửa đượm cháy ra, trong phút giây là tự tiêu ma, vì thấy kẻ xấu xa không có. Nó sau này là mẹ đấy con lúa kia khỏi rấm, tự mọc lên giữa chốn ruộng đồng, khi chín rồi có gió thổi lồng, tự bay thẳng vào trong khó dựa. Mẹ đấy con nhà không đóng cửa, không ai lo dòm ngó của ai, chẳng một người nào bị thiếu xài, của rơi cũng chẳng ai thèm lượm gì. Đời sau này nó sung sướng như vậy. Ví dụ như mình có cha mẹ mình, có muôn năm cha mẹ mình mới chết, như vậy thì mình sống như với cha mẹ mình sum họp luôn luôn gì. Đời đó là đời thánh thiện, đời đó là cái như là ông Thanh Sĩ cũng nói là thằng tiên cũng chẳng dám đến so căng, cõi tiên cũng không dám. Bởi vì đời đó là, sau này là nếu mà ráng lên bước này thôi quý vị, ráng tu đợt này thôi, mình có cha có mẹ cũng khuyên ráng mà niệm Phật, ăn chay làm lành. Nói thiệt chứ quý vị, mà nếu mà không tu đợt này thì làm bùn làm đất, làm cây cỏ trơ trọi giữa trời vạn kiếp thu luôn, khổ như vậy. Ông Thanh Sĩ nói phải sáng suốt cứu mình thoát khổ, bằng muội mê tông tổ lây sầu. Đợt này là quý vị mà tu, khuyên cho cha mẹ mình, anh chị em, mấy đứa cháu ráng niệm Phật cúng lại, bước lên đời thượng quân rồi là quý vị đó, nó sum họp luôn luôn, nó không còn chia cách như bây giờ là cuối năm rồi, cái đi về sum họp được mấy ngày, cái đi Bình Dương chia tay nữa. Mà cha mẹ nào nỡ cho con đi mà xa, mà xa cách quý vị, nhiều khi đau lòng lắm nhưng mà không có nói được. Cũng mong là cho con mằng ăn có tiền có bạc, không có tai nạn, không có bệnh hoạn ốm đau gì là mừng rồi. Bởi vì cha mẹ tôi bây giờ là đã mất hết rồi quý vị, nhưng mà thấy cha mẹ thương mấy đứa con, cũng như là đi mằng xa là ý không muốn, thấy cũng tội nghiệp lắm. Nhưng mà giờ mất hết rồi, chia cách. Nếu mà tôi bây giờ mà tu hành không có được tinh tấn, không có được giải thoát, cũng đồng nghĩa với mang tội bất hiếu với cha với mẹ gì vậy. Thì bà con quý vị thấy đó, bây giờ là chỉ một cuộc là này nữa thôi, là một chặng này nữa thôi, phải ráng bước lên. Nếu mà mình không bước lên được thì hết mong đó quý vị, hết mong. Thì nhiều đoạn mà tôi đã nói quý vị là mấy cái di giáo trước, là mình nếu mà không tu đợt này thì nó khổ dữ dằn luôn. Bởi vì ít nhiều gì quý vị cũng phải ráng tu, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Như là tôi nói như hồi nãy, ngày mai không biết mình còn không để mình tu. Bởi vì là có tu, có hiểu được Phật Pháp phải ngay lúc này, đừng đợi ngày mai quý vị. Bởi vì mình tranh thủ lo niệm Phật là quan trọng. Bởi vì không, nếu mà để trễ trề rèn chẳng kịp, khuyên ai khuyên sớm ráng chuyên cần. Thì quý vị đã nghe cái đài báo nó thông báo á, bên cái là nhà khoa học đó, là tầng ozon nó bị lủng, mà cái chăn chỗ cái là băng cực đó quý vị. Khi băng tan ra nhiều thì nước biển nó dâng lên. Thì quý vị đã ráng niệm Phật tu hành đi, chứ khổ với thảm chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Khổ với thảm kể sao cho xiết, kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Thì người ở đây sống
khó khăn lắm, nhưng mà nó chết rất là dễ. Bởi vậy là ráng cố gắng đợt này, nếu mà ai có tu hành được, con cháu mình, cha mẹ mình hay là anh chị em mình, phải ráng khuyên những người ấy tu theo mình, vợ chồng con cái cũng vậy, cũng phải là ráng khuyên nhau để lo niệm Phật tu hành. Ráng bố thí, nếu mà có dư có ăn có mặc, ráng bố thí bà con, những người cơ nhỡ, những người bị thất nghiệp rất là nhiều, thì cũng phải là bố thí cho họ có tiền có gạo họ ăn, tạo được cái phước cho mình. Cái đó là mình nói bố thí cho người ta, chứ thật ra là mình nói mình đó, câu đó chứ là mình làm cho mình đó quý vị. Bởi vì mình đã buông ra một vài triệu để mà cho mua gạo cho người ta, đó là bố thí cho mình rõ ràng. Cái phước đó mình hưởng chứ người khác có hưởng được đâu. Mình ăn thì mới được no, để người khác thế ăn cho là làm. Như vậy thì ta làm phước là ta làm cho chúng ta đó, chứ không phải là cho người khác đâu quý vị. Quý vị bắt cái cầu cho người khác đi, quý vị nó cho người khác đi làm phước. Nó thiệt lên là bắt cái cầu đó, cái phước là mình hưởng không, chứ người khác có hưởng được đâu. Nếu mà người khác mà không đi qua cái cầu đó, quý vị làm sao mà tạo được cái phước nữa mà. Để mà mình tiến thăng lên quý vị. Bởi vì là mình làm á, ráng làm cho hết mình đợt này. Nếu mà mình không đợt này không bước lên lượt thì khổ lắm. Ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài đúng không? Bởi vì là bây giờ Đức Thầy kêu mình ráng cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành. Nhất là đừng có sát sanh nhiều quá. Sát sanh nhiều quá thì oan hồn nó theo mình nó báo. Thấy người ta chết mình có vui không? Thấy những con ếch mà nó để vô nồi lẩu mà nó dở cái vỏ lên, tuy rằng chặt cái đầu nó mổ bụng hết lột da rồi mà nó còn dở cái vỏ lên nó xả nóng. Vậy mình ở nào ăn thịt chúng nó cho đành. Bởi vì hãy nghi ráng mà ăn chay là quan trọng. Nếu ăn không được thì cũng ráng ăn 4 ngày, vì Đức Thầy đã nói rồi. Chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Đó là quy tắc của người trong đạo. Nếu mà ăn chay không được cũng phải ăn ráng 4 ngày. Chứ nếu là ăn được thì ráng ăn chay sườn được thì tốt. Bởi nếu mà mình không sát sanh, cái lòng từ bi mình nó lớn lên. Mới ban đầu thì mình gặp con kiến, mình ngọn mặn, mình gặp con kiến mình còn đạp thí thí lên, nhưng mà khi ăn chay lâu lâu rồi gặp kiến không dám đạp lên để thấy nó tội nghiệp. Như vậy là lòng từ bi của mình nó tăng trưởng hồi nào mình không hay đó quý vị. Bởi vì có ông đạo nói cũng đúng, ông nói là ăn chay không phải thành Phật, nhưng mà tôi mới đáp lại một câu là muốn thành Phật thì phải ăn chay, thì không có Đức Phật nào mà không có lòng từ bi mà thành Phật được. Bởi vì là lòng từ bi mà nếu có thì cũng được ngồi tòa sen. Hoặc chẳng niệm một lời chi cả, lòng thường hay có dạ từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì thì là được Phật hộ trì ngày đêm. Rõ ràng là lòng từ bi có thì Đức Phật cũng giảng hộ. Bởi vậy là mong bà con ráng mà tu hành niệm Phật kỳ này, nhất là mấy đứa cháu nhỏ ráng có hiếu với cha mẹ ông bà. Đức Thầy nói là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Đợt này nếu người không có hiếu, người không trung, không có vào được cái hội thánh này. Cái hội thánh này rất là quan trọng. Bởi vì mình nghĩ là những cái mà nó xảy ra bây giờ chắc mình nghĩ là mình còn không có gì, nhưng mà cũng phải ráng trưởng phước là tốt quý vị. Ráng tu niệm mới tốt. Đời như màn nọ bằng the, nó hãy ráng đọc, hãy ráng đọc về của kẻ khùng điên. Bằng the là quý vị thấy nó mỏng, tợ màn the nó mỏng dữ lắm.
Như Đức Thầy đã kêu gọi là cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh diệt đời gần bên, khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Quý vị, vinh này của Đức Phật Đà cùng ông Phật Tổ ban mà cho dân. Hay là đời Hạ Quân, đời Quân Hạ ngày nay mỏng mẻo, khuyên thế trần hãy ráng kiên dè. Thì bà con quý vị đã thấy những các nước bây giờ thì như bệnh hoạn này kia đồ, thì quý vị cũng phải tranh thủ ráng niệm Phật, ráng bố thí, ráng có hiếu cha mẹ ông bà, nhất là phải ráng giữ vẹn tứ ăn quý vị. Tứ đổ tường nhất định là đừng có nhiễm vào, tứ đổ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nho nhút. Tứ đổ tường là tủ sắc tài khí, lẩu rượu cờ bạc áp phiện chơi bời theo đằng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường, như vậy mới có mong vào cái hội Long Hoa kỳ tới nè quý vị. Điều thứ nhất mà Đức Thầy đã viết trong 8 điều răn cấm. Thì có bấy nhiêu lời mong quý vị cùng tôi phải ráng niệm Phật tu hành để bước lên cõi Thượng Quân Thánh Đức. Thì xin chào bà con, nếu có duyên gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.